Có những chuyến đi từ thiện kéo theo nỗi trăn trở về thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam. Nhiều người không nghĩ rằng những hình ảnh này còn có giữa nhịp sống hiện đại ngày nay. Suy dinh dưỡng thấp còi ảnh hưởng đến chiều cao, tầm vóc của người Việt. Tỷ lệ này hiện đang ở mức cao 29,3%. Trung bình cứ 10 trẻ có 3 trẻ suy dinh dưỡng. Trên nền tảng am hiểu về thể trạng của trẻ em Việt Nam, các chuyên gia dinh dưỡng NutriFood đã phát triển sản phẩm cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi. Với sự hợp tác của các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu trong nước và trên thế giới, đã cho ra đời công thức Whey Pro Cộng, hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi với tính năng nổi trội, giàu dinh dưỡng, kích thích ngon miệng, dễ tiêu hóa, phát triển trí não, bảo vệ cơ thể. Pro Plus bao gồm 31 thành phần dinh dưỡng như MCT, DHA, AA, Omega 3, Omega 6, Lysine, Kẽm, Selen, FOS, Inulin, Vitamin nhóm A, B, C, E, Taurin, Choline. Với nguồn nguyên liệu chọn lọc từ Mỹ, Úc, New Zealand, ProPlus có hương vị thơm ngon, tạo cho trẻ sự hứng thú khi sử dụng. Để minh chứng hiệu quả sử dụng ProPlus, NutriFood tiến hành nghiên cứu trên đối tượng nghiên cứu là các trẻ suy dinh dưỡng thấp còi. Khi mà được mời tham gia cái chương trình này, tôi đã đồng ý cho con tham gia bởi vì tôi thấy chương trình này rất có ý nghĩa. Nếu như có một loại sữa nào của Việt Nam giúp được cho trẻ em hạn chế được cái suy dinh dưỡng thấp còi thì tôi rất là vui mừng. Sau 6 tháng nghiên cứu đã mang lại kết quả ngoài mong đợi. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi giảm 29,5%, tỷ lệ biếng ăn giảm 45,9%. Trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi, những trẻ sử dụng sản phẩm Pro Plus đã có sự cải thiện rõ rệt về cân nặng, chiều cao, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi và tình trạng biếng ăn của trẻ. Bên cạnh đó, những trẻ này cũng đã có sự cải thiện rõ rệt về tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng, hỗ trợ chỉ số miễn dịch, chỉ số tăng trưởng và chỉ số phát triển vận động của trẻ. Bên cạnh đó thì giảm được cái tỷ lệ trẻ mắc các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp và trẻ bị mắc các bệnh tiêu chảy, táo bón. Đây là sản phẩm tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Bé rất thích uống và tăng cân rõ rệt. Trước khi làm một chuyên gia, chúng tôi nhìn cuộc sống bằng trái tim của những người làm cha, làm mẹ.